mấy anh em nào mà đi rừng mà cần file của con sóc bay, cái con trong màn hình anh em, thì anh em liên hệ số điện thoại của Thuận để mua tiếng nha. Thì đây là cái tiếng Thuận chèn bài nhạc vô để giữ lại bản quyền, anh em cần thì liên hệ để lấy bản gốc không bị chèn nhạc nha anh em, với lại không có giọng người nói vô nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, chồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ v.v. đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, chồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ v.v. đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Thì hãy like và subscribe.